Sự chính xác là một trong những tiêu chuẩn tiên quyết đưa doanh nghiệp của bạn vượt xa đối thủ. Những con người thành công khác với những con người thất bại bởi những việc họ làm. Chúng ta muốn trở nên thành công về mặt tài chính, tiền bạc, hôn nhân gia đình, sức khỏe. Chúng ta khác nhau ở những điều sau đây. Chúng ta cần phải rõ ràng về tầm nhìn. Một, rõ ràng về tầm nhìn. Hai, giữ tầm nhìn luôn ở trong, giữ tầm nhìn ở trong tầm nhìn. Giữ tầm nhìn trước mặt chúng ta. Khi chúng ta vẽ ra được cái tầm nhìn rồi thì phải đặt nó ở trước mặt để đạt được nó. Để tạo ra được một bức tranh về tầm nhìn trong cuộc đời của chúng ta, nó phải đạt được những yếu tố sau đây. Thứ nhất, nó phải lớn. Nếu không lớn là không có động lực hoàn thành. Hai, lý do phải đi trước, kết quả đi sau. Khi mà mình muốn tầm nhìn tức là các mục tiêu dài hạn ấy, thì đừng có vẽ ra cái nhà mà hãy nói tại sao cần phải có cái nhà trước. Sau đó mới nói cái nhà để cho những đứa con của tôi được ở. Sau đó mới đến cái nhà mà những đứa con được ở như thế nào. Để nói về tầm nhìn thì tôi xin chia sẻ với các anh chị về một cái sơ đồ quan trọng này. Hãy bắt đầu bằng một tầm nhìn mà bạn có thể nhìn thấy. Và sau đó chúng ta sẽ mở rộng dần ra. Đầu tiên, xác định một điều bạn muốn đạt được là gì đó. Tạm gọi là tầm nhìn. Trong dài hạn ta gọi là tầm nhìn. Đây là bước đầu tiên bạn cần phải xác định rõ. Tầm nhìn này phải nằm trong khả năng của bạn. Khả năng mà bạn nhìn thấy. Khả năng mà bạn có thể nhìn thấy được mới gọi là tầm nhìn. Nó khác với ước mơ. Ước mơ nó lớn hơn tầm nhìn. Nó khác với sứ mệnh, bởi vì sứ mệnh có thể không bao giờ đạt được. Sau đó, để đạt được tầm nhìn thì mình phải làm, phải hành động. Khi xác định được tầm nhìn là những mục tiêu dài hạn rồi. Ví dụ như là trở thành một diễn giả nổi tiếng trên sân khấu Việt Nam. Các chị mất bao nhiêu năm để tôi đạt được điều này không ạ? Chính xác là 5 năm. 2001, tôi vẽ lên trên cái bản đồ tầm nhìn của tôi một cái chấm với rất nhiều người ở bên dưới. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 2011. Tôi nghĩ là mùng 3 tháng 1 năm 2011, đúng rồi đấy. Mùng 3 tháng 1 năm 2011, tôi vẽ lên một cái chấm tròn trên trang giấy và xác định rằng mình sẽ trở thành diễn giả ở trên cái sân khấu đó và có hàng ngàn người ở dưới. Ngày 16 tháng 1 năm 2015, ước mơ đấy được hoàn thành tại Forever Mart Hà Nội. Như vậy, tôi mất 5 năm để thực hiện cái tầm nhìn này. Và lúc đó chúng ta cần phải hành động mạnh mẽ và liên tục. Trên bước 2, vòng tròn này là hành động mạnh mẽ và liên tục. Bước 3, không phải lúc nào nó cũng đạt được kết quả ngay. Cần phải có thời gian để cho kết quả này thực sự được trưởng thành. Có thể có bao gồm cả những thất bại ở phía trước đó. Có thể bao gồm cả những đau đớn, mồ hôi, nước mắt và đủ thứ ở bên trên. Và khi có kết quả rồi thì nó làm thay đổi cái tiếp theo, là thay đổi hệ thống niềm tin và thay đổi thái độ cuộc đời của chúng ta. Và sau khi chúng ta thay đổi được hệ thống niềm tin thì tầm nhìn lại được mở rộng ra. Mở rộng dần, mở rộng dần, mở rộng dần ra. Cứ tiếp tục, cuộc đời của chúng ta liên tục tiến lên là như vậy. Cái ký hiệu này có tên gọi là liên tục tiến lên. LTTL, liên tục tiến lên. Có hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất là cái bản đồ, cái vòng tròn này nó thu hẹp dần vào. Cái vòng tròn nó càng thu hẹp vào thì con người càng trở nên tiêu cực. Chúng ta tiêu cực khi niềm tin càng ngày càng mất dần đi. Vậy cho nên nếu bạn đặt ra một mục tiêu quá lớn, vượt quá tầm nhìn, vượt quá khả năng của mình vào thời điểm hiện tại, thì hành động cũng không đạt được. Và khi hành động không đạt được thì kết quả là không mong muốn, thì nó làm suy giảm niềm tin của mình. Và khi suy giảm niềm tin thì nó lại thay đổi mục tầm nhìn của chúng ta bé đi. Chúng ta dần mất niềm tin vào trong cuộc đời này, rơi vào tình trạng tiêu cực số 2.
Và khi nào thì chúng ta có thể tăng dần tính tích cực của mình lên? Đó là khi chúng ta đạt được những thành tựu thì chúng ta bắt đầu tin tưởng hơn vào con đường mình đi. Cho nên chúng ta lại tiếp tục mở rộng cái tầm nhìn của mình ra. Mình lại mạnh mẽ hành động, lại đạt được kết quả, lại mở rộng niềm tin, và cứ như thế chúng ta mở rộng mình ra. Và trong lúc này thì cái thái độ cần phải giữ ở đây là tôi có thể làm được. 99,9% mỗi một vòng đạt được 99,9%. Sau 365 ngày kết quả bằng 0. Nếu vòng sau bằng 99,9% của vòng trước thì sau 1 năm cuộc đời bằng 0. Có nghĩa rằng nếu cuộc đời của chúng ta mỗi ngày chỉ cần tệ đi bằng 0,1% thôi thì sau 1 năm ta chả còn gì hết. Liên tục tiến lên nghĩa là gì? Mỗi ngày chỉ cần tăng thêm 1% thôi thì ở cuối năm sự tăng trưởng là 37 lần. Đây là thống kê đã làm rồi. Thống kê để cho các anh chị biết điều kỳ diệu sau đây. Nếu sai lầm trên toàn thế giới này là 0,1%, tức là 1 phần 1000, thì có nghĩa rằng 12 đứa trẻ sẽ bị trao nhầm cha mẹ mỗi ngày. Nếu 0,1% sai số, 2.500.000 cuốn sách sẽ bị sai bìa mỗi năm. 2 chiếc máy bay sẽ bị rơi mỗi ngày. 2 triệu bưu kiện sẽ bị giao nhầm địa chỉ. Mỗi 60 phút sẽ có 22.000 hóa đơn thanh toán sai ngân hàng. Để cho các anh chị thấy nếu chỉ 1% sai số thì cuộc đời của xã hội sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào. Vì vậy cho nên nếu chúng ta là chủ doanh nghiệp mà vẫn còn ngồi ở đây thì sự chính xác là một trong những tiêu chuẩn tiên quyết đưa doanh nghiệp của bạn vượt xa đối thủ. Chính xác về giờ, chính xác về chất lượng, chính xác về lô hàng, chính xác. Để muốn tạo nên sự chính xác thì sự kiểm tra liên tục là bắt buộc. Nếu bạn làm một công việc tầm thường, bạn chẳng nhận được gì hết. Nếu bạn làm một công việc tốt, bạn nhận được phần thưởng bình thường. Nếu bạn làm được một công việc tuyệt vời, bạn sẽ nhận được một phần thưởng tốt, một kết quả tốt. Nhưng nếu bạn làm một công việc siêu hạng, tức là không có xếp hạng và so sánh được, thì bạn nhận được tất cả. Hãy nhớ rõ điều này. Nếu bạn làm một công việc tầm thường, bạn chẳng nhận được kết quả gì hết. Nếu bạn làm công việc tốt, bạn nhận được phần thưởng bình thường. Nếu bạn làm công việc tuyệt vời, bạn sẽ nhận được kết quả tốt. Nhưng bạn làm được một công việc siêu hạng, bạn nhận tất cả. Nên trong kinh doanh, hãy tìm những công việc siêu hạng để làm. Đấy là về cái tầm nhìn. Rồi, tiếp theo. Làm thế nào để biến giấc mơ thành hiện thực? Để có thể biến được giấc mơ thành hiện thực thì bạn cần có một thứ rất quan trọng, một cấu trúc có tính hệ thống. Hãy chú ý điều sau đây. Sự khác biệt giữa mục tiêu và kết quả. Mục tiêu là điều chúng ta hướng đến, kết quả là những điều chúng ta đạt được sau khi chúng ta hướng đến cái mục tiêu đó. Có khác nhau không anh chị em? Mục tiêu là mình có mong muốn mình có chiếc ô tô trong năm nay. Và kết quả là gì ạ? Là mình phải ngồi lên chiếc ô tô thì lúc đấy mới có kết quả. Hai điều này khác nhau. Và cái phương pháp để đạt được điều này đó là chúng ta tập trung vào mục tiêu. Nhớ lại 3 câu hỏi thần thánh. Câu hỏi 1: tôi thực sự muốn gì? Bí quyết ở đây là cần phải rất cụ thể. Sức mạnh được tạo bởi sự rõ ràng. Bạn cần phải làm rõ nó hơn nhiều lần qua nhiều ngày. Mọi cái mục tiêu của bạn cũng phải được làm rõ như vậy trong thời gian, càng ngày càng phải rõ dần lên. Câu hỏi thứ hai đó là mục tiêu, tại sao phải cần điều này? Thì câu hỏi ở đây cần phải hỏi là nó mang đến cho tôi điều gì nếu tôi đạt được cái điều này. Cho nên lúc ấy tôi mới hỏi các anh ấy là tại sao anh lại muốn điều này? Tại sao anh lại muốn thu nhập của anh tăng lên? Tại sao anh lại muốn nổi tiếng? Và hầu hết mọi người bị tắc ở câu hỏi số 2 này nên kết quả không bao giờ đạt được.
Khi tôi làm kênh YouTube của tôi nói rõ với ekip của tôi tại sao tôi phải nổi tiếng trên Facebook, trên YouTube. Lúc đó mục tiêu đầu tiên của tôi là rất rõ ràng. Vì những người kia họ nổi tiếng nên những điều tốt đẹp của mình không lan tỏa được tới cộng đồng. Nên tôi phải làm kênh YouTube của tôi để lan tỏa những điều tuyệt vời tới cộng đồng. Mục tiêu rất rõ ràng. Và cuối cùng đây chính là điều quan trọng nhất, bảng hành động. Và để có được một bảng hành động thì cái cuối cùng ta cần phải tạo ra là bảng danh sách những việc cần làm. Bảng danh sách những việc cần làm. Tôi lấy ví dụ, đây là một bảng danh sách những việc cần làm. Ví dụ chạy bộ. Đừng chỉ nói chạy bộ mà phải chạy bao nhiêu km. Mình không thể ngày nào cũng chạy đều 10 km được, bởi vì tôi đang chạy môn đường dài. Nên có thể ngày nghỉ, ngày không, nhưng một tuần, hàng tuần phải đạt 60 km. Ví dụ như vậy. Thứ hai, tiếp theo này, mua một đôi giày chạy bộ, gọi điện thoại cho vợ, vào phòng tập gym, gọi cho con gái, lên lịch làm việc, nói chuyện với đội marketing, vân vân. Đó là một công việc để làm. Và sau khi chúng ta liệt kê ra, chúng ta xem những cái việc cần làm này đâu là những việc giúp chúng ta tiến tới mục tiêu, đâu là những việc không giúp chúng ta tiến tới mục tiêu. Chúng ta có thể liệt kê ra mười mấy cái việc, nhưng có những việc giúp chúng ta tiến tới mục tiêu và những việc thì không. Chúng ta kiểm tra. Chạy bộ có giúp chúng ta tiến tới mục tiêu không? Có. Nhặt quần áo khô vào nhà có giúp chúng ta tiến tới mục tiêu không? Không. Tôi sẽ làm gì? Ủy quyền. Vợ không có nhà, con không có nhà, ở nhà một mình làm gì? Hả? Kệ mẹ nó ở ngoài lấy, 4 ngày sau nó bẩn, bố lại dỡ xuống, nhờ người dỡ xuống cho vào máy giặt, giặt lại lần hai cho sạch. Tiếp theo, mua giày chạy bộ có quan trọng không? Tại sao mua giày chạy bộ lại quan trọng? Tiếp theo, gọi điện thoại cho vợ nó có giúp mình chạy được bộ được không? Giúp cho mình hoàn thành được marathon không? Có. Gọi cho vợ rủ, nhắc vợ chạy bộ. Đấy, ví dụ như vậy. Đến phòng tập thể hình có giúp cho mình chạy nhanh không? Có hay không? Có. Cross training mà phải đến phòng thể hình. Tiếp theo, đi massage có không? Có. Đi massage nó giúp cho mình thư giãn cơ, đặc biệt sau là luyện tập. Nhưng mình không thích thì mình có đi không? Có. Mua cái máy massage về nhà. Đấy, ví dụ như vậy. Thì thay vì đi massage vì mình không thích thì mua máy massage về nhà. Đó chính là những cái việc sau khi mình liệt kê ra, đây là rất là quan trọng này, thì loại bỏ đi những việc không giúp mình tiến tới mục tiêu và chỉ còn giữ lại những việc giúp cho mình tiến tới mục tiêu thôi. Như vậy, ban đầu danh việc làm là 12 việc thì lúc này còn lại 4 việc, bao gồm chạy, mua giày, vào phòng tập gym và mua máy massage. Đó là 4 việc cần phải làm để giúp cho mình hoàn thành được mục tiêu marathon, ví dụ như vậy. Thì khi chúng ta viết ra mục tiêu, viết rõ được thì chúng ta cần phải xác định những việc cần làm. Bất kỳ việc gì cần làm đều viết xuống hết. Nhưng sau đó recheck, check lại mọi việc. Và như vậy chúng ta đã loại bỏ đi ra khỏi cuộc đời mình những việc tiêu tốn và phá hủy cuộc đời. Những việc không giúp cho mình tiến tới mục tiêu thì mình loại bỏ nó đi. Sau khi đã xác định rõ được các việc cần phải làm thì bước này là bước tôi thấy các ông thiếu. Đưa nó vào trong lịch và khóa cái lịch đó lại. Thế cái lịch làm việc của mình nó sẽ như thế này: thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, chủ nhật. Ví dụ thế. Bắt đầu làm ngày của chúng ta bắt đầu từ 5 giờ đi. Hoặc là có thể ghi 0 giờ tùy mình, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 24 giờ, vân vân. Cho đến hết thế này. Đấy. Chúng ta lên lịch làm việc. Đó là ví dụ. Thứ tư, thứ hai, chạy 5 km. Thứ tư, 10 km. Thứ năm, 5 km. Thứ sáu, 10 km. Thứ bảy, 18 km. Chủ nhật, 18 km. Ta lấy ví dụ như vậy, đây là tuần 1. Tổng số km ở đây là 10, 20, 30, 64 km. Tuần 2, chúng ta bắt đầu thay đổi 7, 10, 7, 10, 18, 18. Ví dụ như vậy, nó phải thay đổi dần lên chứ không được bùng phát thay đổi ngay.
Như vậy lịch chạy cố định lại thành những việc quan trọng. Đấy là ví dụ về lịch chạy. Ví dụ như là về du lịch, một năm mình phải đi thì mình khóa cái lịch đi bộ, lịch nghỉ này lại của mình lại, để không ai sắp xếp công việc vào nữa. Ghi rõ kỳ nghỉ lãnh đạo đi nghỉ, tôi sẽ book lịch vào đây là kỳ nghỉ, để cho mọi người không book cái lịch nữa vào đó. Như vậy thì từng những cái công việc mà quan trọng đối với tôi, tôi sẽ khóa vào trong cái lịch này. Ví dụ như đến ngày thi đấu, đóng khung lại ngày thi đấu ở đây, là ngày này không book lịch nữa là ngày thi đấu, thì lịch tập sẽ phù hợp với lịch thi đấu, kỳ nghỉ vân vân. Thì tôi sẽ sắp xếp cái công việc cuộc đời của mình, những cái việc quan trọng lại như vậy. Tôi quản trị cái tầm nhìn và bức tranh cuộc đời của tôi, và tôi đưa những cái công việc của tôi vào trong cái vị trí này để hoàn thành được cái ước mơ của mình. Thì cái phương pháp này là rất quan trọng. Biết rõ những điều mình cần làm, nhưng mà mình phải đưa nó vào lịch để làm. Có những việc phải làm hàng ngày, nhưng có việc phải làm một lần thôi. Ví dụ như mua giày thì mua một lần thôi, nhưng mà việc chạy thì phải chạy hàng ngày. Và sau khi chúng ta đưa vào cái lịch như thế này thì nó hình thành nên cái lịch, và cái công cụ lịch mà làm thì nó gọi là calendar. Anh chị có thể dùng Google calendar. Thì đấy là cái công việc hàng ngày, và phải biến nó thành thói quen hàng ngày. Sự khác biệt chỉ ở đó một từ khóa thôi, là đưa nó vào thói quen hàng ngày. Hãy biến hành động thành thói quen. Từ khóa quan trọng nhất của ngày hôm nay, từ khóa buổi sáng ngày hôm nay là số lần lặp lại. Buổi tối ngày hôm nay đó là đưa thành thói quen hàng ngày, đưa nó vào thành hàng ngày để mình có thể làm. Và sau khi mà chúng ta làm đủ tất cả những điều này một số lần nhất định thì nó biến thành thói quen. Và sau khi nó biến thành thói quen thì chúng ta sẽ có kết quả. Và sau khi nó có kết quả thì những điều tích cực sẽ nằm mãi trong đời của chúng ta và không bước ra ngoài. Bằng phương pháp này ta chả cần phải xác định đâu là tích cực, đâu là tiêu cực nữa. Bởi vì điều gì có ích cho ta giữ lại biến thành thói quen. Điều gì không có ích cho ta, dẹp mẹ nó đi cho nó biến khỏi cuộc đời của ta. Hút thuốc lá có lợi hay có hại? Thế thì dẹp đi thôi. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có lợi hay có hại? Có lợi thì ta cứ làm. Việc gì có lợi ta làm. Việc gì giúp chúng ta tiến được mục tiêu ta làm. Việc gì không giúp chúng ta tiến đến mục tiêu bỏ đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác. Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long.